Chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay trước mặt em đây là các em Santa Fe phiên bản Premium rất là đẹp. Thì hôm nay em sẽ cập nhật chính sách giá của Santa Fe thời điểm tháng 6 năm 2023-2024, thời điểm tiền giảm thuế trước bạ. Thì theo thông tin thì báo đài có viết là mùng 1 tháng 7 sẽ được giảm thuế. Thì hiện tại giá xe cũng rất là tốt, anh chị có thể nhân cơ hội này để hưởng ưu đãi kép, lấy xe giá rẻ từ đại lý và chờ thời điểm giảm thuế thì anh chị sẽ đi đăng ký. Thì giá xe sẽ được giảm rất là nhiều. Với một chiếc Santa Fe này thì thuế của nó sẽ rơi vào khoảng loanh quanh gần 60 triệu. Thì anh chị có thể tiết kiệm được một khoảng gần 60 triệu và xe giá lại còn rẻ hơn nữa. Santa Fe thì bên em có hai phiên bản bán chạy nhất là phiên bản máy xăng cao cấp và dầu cao cấp. Thì trước mặt em đây là chiếc xe màu trắng này, là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản dầu cao cấp. Thì em sẽ review qua một chút về chiếc xe này cũng như là giá bán và quà tặng khuyến mại tại đại lý. Phiên bản máy dầu cao cấp thì hiện tại Hyundai Bắc Ninh bên em đang bán cho quý hàng với giá là 1 tỷ 185 triệu. Lăn bánh khi mà được giảm thuế thì đây em đang tính cho quý anh chị. Lăn bánh thời điểm giảm thuế nó rơi vào khoảng là 1 tỷ 250 triệu thôi. Vâng, một chiếc xe giá niêm yết của nó là rơi vào khoảng 1 tỷ 210 triệu và giá lăn bánh chỉ rơi vào khoảng 1 tỷ 250 triệu thôi. Thời điểm Santa Fe máy dầu khoảng 2-3 năm trước thì giá rất là cao, có thể lên đến tỷ 4, thậm chí là tỷ rưỡi, tỷ 6. Thời điểm này nó chỉ rơi vào khoảng 1 tỷ 2 thôi, hơn 1 tỷ 2 một chút. Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp thì sẽ được trang bị với động cơ 2.2 diesel tăng áp dẫn động với hộp số là 8 cấp liệp kép cho công suất là 202 mã lực. Đấy, moment xoắn rơi khoảng 440 Nm. Thì chiếc xe này thì với cái công suất và mã lực như vậy thì với cả cái kèm theo công nghệ dẫn động hatchback nữa thì chiếc xe tăng tốc rất là tốt và cho cảm giác lái thể thao ở chế độ sport, tiết kiệm nhiên liệu ở chế độ eco và êm ái ở chế độ lái comfort. Đó, về Hyundai Santa Fe thì em có thể kể qua một chút cho anh chị. Ở phần đầu xe thì xe được trang bị cụm đèn pha cốt full LED có chiếu qua bóng chiếu projector thì cho chùm sáng hội tụ rất là nét này. Rồi lưới tản nhiệt mạ chrome sáng và các cái đường viền mạ chrome quanh xe tạo cảm giác sang trọng và ấn tượng. Camera 360 độ được tích hợp cho phiên bản cao cấp và hệ thống kiểm soát hành trình chủ động SCC trong có Hyundai Smart Sense. Đến phần gương chiếu ngoài thì xe được tích hợp camera 360 độ kèm cảnh báo, công nghệ cảnh báo đèn mù trên gương. Đó. Phần la răng của xe thì phiên bản cao cấp thì được trang bị với kích thước la răng là 19 inch nhá anh chị ạ, 19 inch. Em giải thích tốt cái thông số ở trên trước lốp này. 235 đây là bề rộng của mặt lốp ạ. 235 là bề rộng của mặt lốp. 55 là tỷ lệ giữa chiều cao của lốp so với bề rộng của mặt lốp là 55%. R là kiểu lốp bố tròn radian, 19 là đường kính la răng. Kích thước với đơn vị đo là inch. 101 này là cái khối lượng, cái trọng lượng mà mỗi lốp có thể chịu được trên cái bảng thông số đo của bảng thông số kỹ thuật. Còn H này là tốc độ tối đa mà lốp này có thể chịu được. Thì với cái thông số là H này thì xem bảng quy đổi thì nó rơi khoảng 210 km/h. Và chiếc xe chạy Việt Nam thì không thể nào đạt được tốc độ 210 km/h thưa quý anh chị. Vâng, phần đuôi xe này thì được trang bị với cụm đèn hậu full LED kèm theo cái đường viền nối dài. Đó, chữ ký hiệu Premium cho phiên bản cao cấp. Đó, tích hợp camera 360 độ này, 4 cảm biến và có cản sau của xe thì cũng được mạ chrome sáng. Đó. Cốp của xe thì phiên bản cao cấp và phiên bản thường thì đều được trang bị là cốp điện. Đó, có chống kẹt thông minh thưa quý anh chị. Đó, loa của xe thì full phè đến tận đuôi xe đây thì là có được trang bị với 10 loa Harman Kardon thưa quý anh chị. Giá của phiên bản xăng cao cấp thì em cũng nói luôn nhé. Giá của phiên bản xăng cao cấp thì hiện tại bên em đang bán cho anh chị với mức giá là 1 tỷ 125 triệu. Vâng, 1 tỷ 125 triệu. So với cả giá
niêm yết của xe là 1 tỷ 210 triệu thì đã được giảm là 85 triệu trên phiên bản xăng cao cấp. Phiên bản xăng cao cấp lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh và các tỉnh. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh thì đâu đó rơi khoảng 1 tỷ 190 triệu. Vâng, 1 tỷ 190 triệu. Còn tặng khuyến mại cho quý anh chị thì là bao gồm phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Phim thì bên em bảo hành cho quý anh chị là 10 năm. Đó, phần nội thất thì em sẽ để ở trong video sau, em sẽ review thêm cho anh chị phần nội thất. Thì em xin phép dừng video tại đây. Anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.